thì cũng trở thành người Việt cũng không. Nãy giờ thì em đã nghe được là bạn Thảo Mua thì rất là thích Magi, thì bản thân em cũng thích Magi luôn. Nhưng rồi anh Duy thì thích anh Ken, cũng thích anh Ken luôn. Tại vì bản thân là cái tính là thích thì mới coi chứ không phải coi rồi mới thích. Nhưng thực sự nếu bây giờ mà nhắc đến Super Sentai, nghĩ tới bộ nào đầu tiên thì cái trả lời là Gokai. Giờ Gokai là một bộ kỷ niệm 25 năm mà, thành ra là nó tập hợp lại những cái bộ cũ làm cho khi trái lại những người chưa coi có thể biết được một chút về những bộ cũ, đó là một cái hay của họ. Và đặc biệt nữa là đây là một bộ về hải tặc, mà bình thường thì hải tặc là vai xấu mà bây giờ thì trở thành vai người tốt. Và thực sự thì các diễn viên cũng đã tỏ ra, cái kịch bản cũng là một cái thể hiện ra một hình tượng hải tặc rất là thú vị. Thì còn ngoài ra thì bộ đồ rồi diễn viên, nói chung là nhiều thứ trong nó làm cho bộ cách tay làm cho em cảm thấy thích cái bộ đó lắm. Và Goka thì nó là một đội đồng đội nhưng mà lại có tính chất gia đình ở trong nó, nên là đó là bộ rất là thú vị. Thì đó là ý kiến của em như vậy, không biết anh nói viên như thế nào nhỉ? Đối với anh thì cái bộ mà anh thấy ấn tượng nhất đó là bộ Đẹp Trai Anh Chưa. Thì cái năm đó là năm anh vừa 18, cũng đang là học lớp 12, mẹ thì cũng vừa mới là mới có IDSL thôi. Thì lúc mà vô tình search á, thì biết được thông tin của cái bộ này là sắp ra. Thì lúc mà biết được hẳn rồi á, thì chỉ đau được cái opening thôi. Thì cái opening nó rất ấn tượng ở chỗ là vừa vào là đã có tiếng nhạc cảnh sát rồi. Xem thì thấy cái nội dung của nó đề cao tính đồng đội. Và đặc biệt phải nói là không ngờ rằng là phải gọi là đội trưởng, trước giờ chúng ta cứ nghĩ là người, không ngờ đội trưởng này là con chó. Và cái người mà không nghĩ rằng là ông ta cũng có khả năng biến hình đó. Và cái tập mà xem đầu tiên lại là chính là tập số 13 à, nên là thấy nó rất là ấn tượng à. Cái kiểu cách của người đội trưởng biết cách dẫn dắt được những cái người mà dưới cấp mình đó, điều hành rất là hợp lý. Đó cũng chính là bộ duy nhất cho tới bây giờ chưa có thay đổi. Giống như là cái đó là bị dính ghi vô luôn rồi, không có đổi được. Thì hồi nãy nghe tiếng của mọi người thì cũng thấy được là đúng là đối với các bộ ấn tượng thì mình riêng mình thì mình nghĩ là đối với quan điểm cá nhân của mình thì mình không có thấy có một bộ nào mà ấn tượng nhất cả. Thì đối với mình mỗi bộ có một cái đặc điểm riêng, giống như nghe bạn Thảo và bạn Buôn cũng đã nói là Magi đúng là theo mình thấy, quan điểm cá nhân của mình thấy thì cái kịch bản của Magi đúng là vững chắc và nó có vẻ là đỉnh cao nhất của Super Sentai thời đại mới này. Shin Ken thì đúng là cái ý tưởng về cái nền văn hóa ứng dụng của nó rất là hút. Mới vô mình hồi đó là mới coi tập 1 đầu tiên coi rồi cho mình bị hút vô liền. Thì nãy giờ em thấy là mọi người coi Super Sentai như vậy và có yêu thích, có mỗi người có một cái niềm yêu thích riêng với Super Sentai này. Thì không có biết là mọi người, những người xung quanh đối với các khách mời ở đây phản ứng như thế nào khi mà biết nhìn người thân của mình lại thích một cái phim siêu nhân, phim bốn nít vậy. Tại vì thấy là nội là ở trong xóm thôi mà ví dụ mà coi siêu nhân mà thế là hồi còn nhỏ coi thì còn được nha, mà đến hồi mà 15 tuổi mà coi nói để coi siêu nhân là thôi là nhục chết luôn á. Thì không biết mà mọi người là có bị như vậy không, có bị giống như là bị nói này nói nọ, có bị đàm tiếu, nói chính xác là bị thị phi á, có giống vậy không? Câu này cho em phải nói trước nha, tại vì có lẽ trong khách mời em là nữ ở đây nữ duy nhất trong 4 người khách mời. Thì thật sự là nói về bị kỳ thị thì chắc em đã bị kỳ thị từ lúc nhỏ. Khi xem thì lúc nào cả nhà cũng nói con gái thì mà thích con siêu nhân, rồi đi đứng thì như một con robot, không có chút gì dịu dàng ở tính hết. Thì đến lớn đó thì bị kỳ thị kiểu khác chứ, già đầu rồi mà còn phim siêu nhân nữa. Đúng rồi đó. Nhiều khi là tính gia đình mình cũng nhiều khi cũng còn có thông cảm. Rồi khi nói ra với bạn bè thì bạn bè cũng cười cho mày già rồi mà cứ phát biểu siêu nhân hoài. Thì nhưng mà họ cười chắc vui tại vì họ biết tất em là người nghiêm túc với những gì mình đang yêu thích, là không phải tự nhiên cứ nghe nho là thấp vậy thôi. Rất là em sẽ có cái nguyên nhân đó, thì cho nên là họ tôn trọng và cũng như em tôn trọng những cái niềm đam mê thích của họ. Không biết các anh như thế nào, chắc các anh lớn là xem phim siêu nhân chắc còn bị kỳ thị hơn em nữa. Nó bị sao? Nói về cái phần mà xem siêu nhân mà bị kỳ thị á, quả thật là mình cũng bị kỳ thị một lần rồi. Đó là cái thời mà lúc mà đang chiếu Magi.
ra ngoài tiệm net vừa chơi game mà vừa coi phim là bao nhiêu mắt dòm vô mà tôi gọi là nói như là sinh vật lạ, nhìn nói có là cũng ngại lắm, tại vì mình đang con mà cứ tưởng tượng bao nhiêu con mắt cứ bu cái màn hình của mình mà đâu phải mình coi cái thứ gì gọi là không phải là phim đen, không phải là phim đen mà trong khi mình coi cái đó thì lại họ coi là gì lớn rồi sao mình còn coi. Có nhiều người họ thẳng luôn nói là mày lớn sao mày còn coi, thì nói chung lần đó cũng cảm thấy hơi quê. Thì sau này có máy tính ở nhà rồi đó thì chỉ là lao về coi. Rồi ở nhà thì mẹ cũng biết, thì lâu lâu coi thì má cũng có coi một hai bộ, thì cũng ít thôi. Thì chẳng hạn như năm đó tôi nhớ là năm tôi coi bộ kem, má tôi nói cái này là gì tôi lâu phải không, qua cái tới năm Geki cái nói này bị thú phải không, nói má cũng nhớ giỏi quá ha, má là cái này là con gì đạt cho má phải không. Đó là vậy. Thì nói chung coi thì đúng là chỉ có người nhà, nói chung là chỉ có gọi là gì mẹ mới hiểu ý của mình thôi. Họ ra hỏi tới ngoài mà tự nhiên cứ nói mày con đang sinh nhân chưa là thôi không dám hỏi luôn, dùng phải nói là cả đó luôn. Còn gì thì tôi không biết ông sao. Dạ thì tôi cũng như mọi người thôi, cũng bị kỳ thị. nhưng mà vui là như thế này nè, thì hồi nhỏ trong xóm á thì một đám chung với nhau luôn, thì tụi nó cũng coi phim năm anh em siêu nhân với mình. Thì hồi nhỏ mà thì đâu có điều kiện đâu, thì ở nhà mình có một cuốn băng thì mình bỏ băng vô đầu ngoài mình coi, thì mình một đám buồn này coi, rồi xong sau đó tụi nó sẽ rụng từ từ theo thời gian, thì mình lớn lên mình vẫn coi nhưng tụi nó thì không coi nữa. Và lâu lâu tụi nó gặp mình, ủa mày vẫn coi phim siêu nhân à? cái đó là em đồng ý. Em còn nhớ cái hồi mà có cái đĩa gạo chạy qua nhà hàng xóm coi là nguyên cứ như là hội phim đó, là bu cả đám con nít trong xóm mà coi đến mức mà mẹ kêu về nhà ăn cơm mà không có biết, cứ mãi coi hết để chạy về nhà, rồi lúc cùng bị mẹ là quỳ gối ngoài cửa rồi. Lúc mà nghe trên xóm em cũng vậy, gần như là con nít cả xóm rồi ba đến một nhà chỉ để tham gia phim siêu nhân thôi. Thì đó thì mình bị người lớn kỳ thị thì không là cái gì hết, nhưng mà sau này mình chính bị bạn thân của mình kỳ thị. Cái đó là cái đau lòng. Nhưng mà em nghĩ là cái đó là kiểu như mà hồi còn là trẻ, còn là gì nó sao ta, trẻ đau á thì hay bị vậy. Chứ hồi em mà từ lúc mà em lên đại học tới giờ là mọi người đều có sở thích khác rồi, thì ai cũng biết sở thích của nhau và đều tôn trọng. Chứ bây giờ đến cái mức mà bây giờ mà đi vô trường đại học em hỏi biết trên tay không, biết rồi biết đứa nào có không thì chỉ nghe mặt em liền. Đến cái gì chắc là trên tay là chắc luyện cho chúng ta cái trình độ bị chai mặt. Bị nói là bị kỳ thị thì cũng không đúng lắm, bị nặng chứ là người ta chỉ có một cái cách nhìn khác về mình, về bản thân. Nhưng mà khi mà đã người ta đã hiểu về bản thân, hiểu về mình rồi á thì thấy không nhận thấy gì. Nhưng mà đó bạn bè em cũng thấy là ủa con này nó con gái lớn mà lại coi siêu nhân, thậm chí là mà nó siêu nhân em chưa bực, mà không hiểu sao tụi nó cứ gọi hentai và hentai. Cái đó là thầy cố tình. Thành ra là vỡ thầm như vậy là mình, thậm chí có nhiều người lại bảo là cứ ngồi cãi nhau mày coi siêu nhân, mày hỏi cái đó là thầm Power Ranger Mỹ, nó làm lại. Lại khá là những cái lời nói như vậy. Nhưng mà thông thường thì thôi, bỏ ngoài tai là tốt nhất. Cái gì mình đã thích thì mình cứ theo như vậy. Mình cứ làm mê là bởi vì em mới thấy là qua những cái lời chia sẻ như vậy thì là nhận được, mọi người đã nhận được khá là nhiều những cái lời nhận xét từ khắp nơi, gia đình bạn bè này nọ. Thì không biết là sau qua những cái nhận xét đó rồi thì cái cảm tình, cái cảm xúc, cái niềm yêu thích với lại sức khỏe thiên tai, cảm giác nó có thay đổi hay không. Nãy giờ thấy mọi người nói chuyện cũng rôm rã quá trời, mà thấy có một người trong khách mời nãy giờ có một người đã im đó nha. Thì không biết là mọi người nãy giờ nói là bị kỳ thị thì có liên quan đến của mình không, biết muốn đi bây giờ là có bị giống vậy hay không, để cho mình biết. Em thì nói chung cũng không tỏ ra cho mọi người biết, thì chỉ có gia đình vẫn nói là lớn cũng còn chưa suy nhanh, mà em thấy thì nó cũng bình thường rồi, trên cũng không coi kỳ thị lắm. Thì vợ nên em vẫn coi bình thường, hiện tại bình thường từ khi mình biết internet thì đã theo dõi hàng năm thôi, là bộ gì thì cũng có theo dõi.